Trong những ngày đông, trà gừng là thức uống được ưa chuộng vì nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần thận trọng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Bên cạnh việc gây mất uy tín ảnh hưởng đến những thương hiệu lớn, hàng nhái, hàng giả, hàng chất lượng kém còn ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng. Đại diện của công ty cổ phần sản xuất trà Hùng Phát, thương hiệu trà thảo mộc uy tín với 15 năm hoạt động cho biết, nhiều sản phẩm của công ty này đã bị làm giả, làm nhái như trà gừng, gút cacao, mặc dù có bao bì mẫu mã và kích cỡ hộp rất giống với sản phẩm thật của hùng phát nhưng hàng nhái hàng giả thường được làm bằng các chất phụ da đường phẩm màu độc hại hương liệu mùi gừng nhân tạo chất làm cay và chất bảo quản chưa kể các sản phẩm này còn sử dụng nguồn nguyên liệu kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ quy trình chế biến không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi được đưa vào cơ thể những sản phẩm như vậy có thể gây ngộ độc hoặc là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm cho người sử dụng trong khi đó mùa lạnh là thời điểm các bà nội trợ thường chọn những đồ uống này cho gia đình nên nguy cơ đối với sức khỏe của người tiêu dùng càng đáng báo động vì vậy người tiêu dùng cần lưu ý để phân biệt giữa hàng thật và hàng giả hàng nhái